đến với chương trình của tập đoàn Đèn Sửa Nhà Tắm Han. Và hôm nay Linh Trang sẽ giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm được sử dụng những 3 bóng đèn sửa nhưng với giá thành rất là phải chăng, chưa đến 1 triệu đồng. Đó chính là dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm chính hãng Han H3B. Đặc biệt với dòng sản phẩm này thì sẽ rất là phù hợp đối với diện tích phòng tắm là từ 4 đến 6 mét vuông và phù hợp với những phòng tắm mà được thiết kế theo phong cách sang trọng hiện đại với gam màu bạc trắng là chủ đạo. Tại vì với dòng sản phẩm này thì cũng được thiết kế rất là hài hòa giữa hai gam màu trắng và bạc cùng với hoa văn được thiết kế trên bề mặt cũng rất là sang trọng và tinh tế nữa. Bóng thì được sử dụng là bóng hồng ngoại trắng và với công suất tối đa là 825W tương ứng với 3 bóng, mỗi bóng là 275W và có 2 công tắc ở trên phần thân đèn, một công tắc sử dụng cho một bóng ở giữa và công tắc còn lại sử dụng cho 2 bóng ở hai bên. Như Linh Trang đã giới thiệu ban đầu, đây là một dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm chính hãng nhưng lại có giá rất là phải chăng. Sản phẩm đèn sửa nhà tắm Han H3B này chỉ có giá là 990.000 đồng và so với các cái phân khúc dòng sản phẩm đèn sửa 3 bóng này thì đây cũng là dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm giá rẻ. Nhưng đặc biệt đây là một sản phẩm chính hãng, vì vậy sẽ có thời gian bảo hành lên tới 1 năm và cho cả phần bóng đèn và thân đèn. Và vì vậy, trong mùa đông này, đừng quên lựa chọn dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Han H3B cho không gian phòng tắm của gia đình mình nhé.